chị lại đẹp ghê không? Bóng lón luôn. Cam này gắn vô cho nó được, xiết ốc nó đừng có bị bể quá vậy. Cái nắp nồi. Đó. Ủa đẹp, nó đẹp vậy nè. Nè nè, thời gian gì không? Nhướng màu thời gian này, hai cái một trận giật nè. Không, ốc chiên cực cốc cốc đã không? Quá đẹp luôn. Đổ mồ hôi luôn á, vẫn chơi luôn nè. Xin chào quý khán giả, hôm nay Tiết Cương trở lại biệt thự Giang Sông, và hôm nay thì không đi xe qua mà Tiết Cương đi du thuyền qua và đi để lấy cái baga mới xây về quý vị. Dự định là không có xi, nhưng mà sau khi chế lại rồi thì nó bị dimmer, nó bị xét ở chỗ rớt ổ khóa 2 triệu. Ổ khóa dimmer nó bị xét quý vị đó. Thành ra Hâu quyết định đem xi luôn. Xi lại đẹp ghê không? Bóng lón luôn. Quá đẹp. Rồi bây giờ quyết định gắn vô chiếc tương lai 2 của chiếc cương. Đầu tiên á là định không có đầu tư vô đâu, mà gắn đồ xe vô, cái lên đồ được, cái thấy cái này đẹp cái kia nó xấu chổi quá. Cuối cùng cũng phải làm quý vị ơi. Tiết kiệm không được. Giờ mình sẽ gắn bà ra vô. Ra này mình đã chế nó ngay ngàm hết rồi, giờ vô đó là đúng cái là vô thôi, rất là đơn giản. Cái này mình không cần phải ra tiệm, có thể ở nhà tự điều chế đó. Ốc này được không? Quá đơn giản. Vấn đề là chỉ mình tốn tiền chút xíu thôi, thấy không? Quá đơn giản. Cái cương gắn như là thợ chuyên nghiệp, thưa quý vị. Ở bên này cũng để một coi cái này gọi là miếng gì ta. Đó. Cục cam này gắn vô cho nó được, xiết ốc nó đừng có bị bể quá vậy, đừng bể mũ quá. Đó. Quá đơn giản. Mà chưa vô, từ từ. Mình vô trên này trước đi. Đã suy nghĩ. Nhìn quý vị nhìn vô. Dọn đồ xong lên vàng, đồ mũ đẹp. Cái nhìn lại thấy sao cái má này nó bạc cũ quá rồi, cái giò đạp nữa nó tùm lum hết. Nên quyết định tiếp tục lại đầu tư. Đây. Đó, hàng xếp bịch như vậy. Của hãng Honda luôn. Mở ra coi cái. Cái nắp nồi. Đó. Ủa đẹp, nó đẹp vậy nè. Nó đen đẹp vậy đó. Mà này chắc bạc quá rồi. Thôi. Thế mình thay luôn. Thay luôn cái gì không? Để mở ra coi trong này nó có gì chậm. Chưa giờ mở thử cái nắp này ra coi không biết có gì chậm không. Cái nào mở ra thấy máy móc ở chậm không chứ. Rụng nụ tôi luôn á. Không biết gì về về điện á mà đòi sửa máy. Cứ mở ra thử coi trong cái nắp chụp nồi là có gì chậm không. Nếu mà nó đơn giản thì không ảnh hưởng gì đến máy móc á. Nguy hiểm quá. Ghê không? Đồ zin nè. Có đát nè quý vị. Này nè, để coi. Tháng 12 2003 nha quý vị. Mới nhập cảnh về đây là 2005 á. Để tiếp tục làm sạch sẽ đi. Đó. Chùi lại là sạch sẽ liền, thấy không? Đồ zin mà. Giờ sẽ bắt vô. Quên, mình phải chùi lại mấy cái đầu ốc nữa. Ốc này toàn bộ là zin theo xe nha quý vị. Mỗi con này bây giờ mình mua ở ngoài ra chợ mua cũng mắc lắm á. Một ba con này mình gộp lại có thể mình có được một tô phở buổi sáng sớm luôn. Đó, sau khi đấy mình lắp vô nè. Được chai liền, thấy không? Không biết lắp đúng không ta. Có nào mình bị lắp ngược không? Có một cái nắp rất là đẹp, xe sáng lên liền, gì thấy không? Tự nhiên cái xe này, cái này đâu có nhiêu, có mấy chục ngàn mà mình không để ý tới, không để vô xe xấu liền, lắp vô cái là đẹp trai, giỏ cái gì vào liền. Cái này nắp này chỉ để về thẩm mỹ thôi, chứ nó đâu có tác dụng gì trong cuộc sống xã hội loài người đâu. Này chắc thứ nhất là nó thẩm mỹ, hai là con mũ á, để giống như một cái chân mình để đây nó không bị phỏng cái gì. Nó cái cương nghĩ vậy. Nhẹ
nhẹ thôi nha, đừng sức mạnh quá bể đồ. Theo xe của tôi đó, biết bao nhiêu tâm huyết tôi bỏ vô đây á quý vị ơi. Rồi, quá đẹp trai. Rồi bây giờ tới qua bên nắp đuôi cá. Đây, tôi sẽ trình bày cho quý vị xem cái nắp đuôi cá. Ui hồng luôn. Đây. Toàn là xé bịch không mà nó phải vẫn chơi đâu. Xé tự thôi, mạnh quá rớt đất cái là chày của tôi á. Của xé đây đâu cần xé cái này. Đuôi cá này đẹp ghê quá vậy. Mấy chục ngàn mà đẹp quá trời luôn phải không? Đó đẹp. Nó có cái gì nè. Cái này nè, để ngàm dính vô cái miếng thép này, ngàm đây nè, để dính vô cái miếng mũ này. Có chữ KTMA, dịch tiếng Việt là không tiền mà ham. Rồi giờ tí cưng sẽ tiếp tục thay cái đuôi cá ở bên kia cho nó sẽ đẹp cái xe lên. Đó đúng không, mình phải biết dân chuyên nghiệp nó vậy quý vị. Đó thấy không, chuyên nghiệp nó vậy. Chứ cái tay mình đâu có đủ lực để làm. Chặt bằng tay cho lẹ. Giờ lấy ra được không? Dễ. Hết hồn vía. Sợ quá. Nè nè, thời gian gì không? Nhướng màu thời gian này, hai cái một trận giật nè. Ok, này lên để nó chạy đó. Hai vô này ra liền đâu. Quan trọng để vô cái kích để nè. Đâu có khó đâu. Không có gì khó. Chỉ sợ tiền không nhiều. Lắp vô một cái xe sáng bừng lên liền. Chỉ mấy chục ngàn đô, ý lộn mấy chục ngàn đồng thôi. Bừng lên liền. Sáng cái xe lên liền cái gì không? Đôi khi mình dọn nhưng mà mình không để ý vài chi tiết nhỏ mà nó làm mình xấu xe mình. Đó, nhẹ thôi tí cương ơi, mạnh quá bể ốc hết đi. Ây da, ây da, cái bên này, cái này sao xiết. Nên mình cũng sẽ dùng biện pháp y học dân tộc, mình xiết từ xa như vậy. Không, ốc chiên kêu cốc cốc đã không? Quá đẹp luôn. Đã thiệt chứ. Rồi, cái lốc này chưa sơn lại gì rồi. Đang suy nghĩ đắn đo. Rồi, giờ còn thêm một cái nữa tí cương sẽ vô. Xe tí cương đó là cái này đây. Tèn. Giữ gì không? Cần đạp số. Ý là cần khởi động. Zin của nó màu đen như vậy. Đó, mà sao của tí cương nó màu xám luôn rồi. Chắc tại qua nhiều thời gian mưa gió bão bùng á, nó bị xuống màu hay không. Nhưng mà cái cốt nó ở trong này màu trắng này nha, ngộ rồi. Cây màu đen mà cây màu trắng. Nó còn cái miếng chêm lại này là còn 7 màu luôn này, thấy không. Đó, long đình khoe. Rồi bây giờ sẽ tiến hành thay cái cần khởi động Kickstarter. Sẽ tiến hành thay cái giò đạp. Đây quý vị thấy không, cái giò của nó zin ngày xưa nè, lâu quá mà nó xuống màu, từ màu đen mà nó xuống thành màu bạc. Màu bạc rồi xuống màu một xét luôn bây giờ. Chết cha, quên mua cái miếng cao su này rồi. Giờ sao ta, tháo ra xài lại. Đâu có ai biết đâu. Không biết tháo lắm, nắm giật ra nổi không ta. Dướng cái đây nè, dướng cái khớp này nè, đâu có ra được. Giờ mình thử lấy cái này coi. Nại lên thử. Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều. Nắm giật ra nè. Nó được chưa? Chưa được. Hãy chêm nè. Ây da. Sẵn mình nắm kéo ra luôn. Ui da. Ây da. Nặng quá. Nặng quá. Ây da, nặng quá. Ây da.
cũng gắt nha, gắt làm chạy không thiệt đi mua. Cái cục này rẻ cái gì mà tại làm biến. À, xài lại thôi. Ồ, zin nó có số gì nè. Có số đây nè. Cái giò này có không? Ý giò này không có. Cũng có mà chữ gì tùm lum đó. Này chữ Ấn Độ con này còn này. Này số không? Này đời đầu sản xuất ở Thái rồi sao được sản xuất ở Ấn Độ. Số khác nhau. Rồi. Bây giờ mình sẽ tháo. Tháo ống này ra. Dỗ nhẹ ra một cái là mình thay vô thôi. Tháo ốc này ốc 12. Đồ zin nó lấy tay mở cũng ra nó gì ơi, dễ lắm. Thấy không? Mình phải vừa tay vừa chìa khóa. Đó. Đó. Ốc zin thấy không? Để khăn lau lại liền thấy không? Mỗi cái mình phải kỹ lưỡng gì đó. Người ta lau dầu mình lau bằng nước. Đó, ốc Thái có số 10 vậy. Mình lấy cái này ra. Lại nhẹ nhẹ nha. Để mạnh quá hư ra. Này zin chứ bộ. Đây mình muốn mới. Thay vô cho nó đẹp trai, vỏ con này vào. Để ra được. Xài quá ha. Để như vậy. Về thì khó đạp quá. Về dừa. Về dừa cái gì ra. Đó. Hay để như vậy nè. Để không? Để cái xếp vô. Đó đúng rồi, con về là dừa nước. Mình đóng vô. Rồi, đẹp trai. Xiết ốc vào vô thôi. Phải nói tiếng Cương là giờ giống như là thợ lành nghề vậy. Có lẽ sắp tới phải mở tiệm sửa xe quý vị ơi. Bây giờ tình hình kinh tế khó khăn quá. Mình thêm nghề sửa xe nữa cũng được, thấy không? Mình giúp đỡ cuộc sống gia đình. Mình sửa xe mình đỡ tốn tiền rồi xong mình lại đi sửa xe cho quý vị khán giả nữa. Rồi cái này đóng vô. Kickstarter là đạp để bắt đầu. Đó, mình để vô Kickstarter đạp để bắt đầu. Đưa vàng luộc không? Cứng quá vậy. Sao nãy tháo ra được sao giờ đóng vô khó vậy? Không được rồi. Vô. Này đúng ra phải thêm miếng mỡ bò. Kickstarter. Đổ mồ hôi luôn á, vẫn chơi đâu nè. Cứng quá. Rồi, vậy tạm thôi để này chắc phải lấy đồ đóng vô. Đóng nữa không? Không được, này phải dặn vô. Định làm biến mà không được. Vô, để chữ Kickstarter làm nữa. Cho người ta tưởng mình mới mua cao su mới gì, hiểu không? Đó, ai đâu biết anh mình mới xài lại đồ cũ. Rồi, quá đẹp trai. Rồi, như vậy là chỉ trong vòng 2 phút 30 giây thôi, Tiết Cương đã gắn được một cái bagasi, nắp nồi, giò đạp và đuôi cá. Rồi, giới thiệu gì cái đuôi cá bên này. Đẹp tuyệt vời. Gắn được xe sáng lên liền. Đó. Quá đẹp trai, vậy là chiếc tương lai 2 của Tiết Cương đã dọn full đồ. Bây giờ nhìn y như một chiếc xe đạp thùng như vậy. Quá đẹp từ trên xuống dưới. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi clip Tiết Cương dọn vô đầu cho chiếc tương lai 2. Và không biết sắp tới còn có vô gì nữa không, mình chưa biết được. Cứ để từ từ coi cái gì xấu xấu mình vô đồ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại clip sau.